Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo, phát vào chiều thứ ba, thứ năm và phát lại vào sáng thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 94,9 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung công văn của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo về việc tăng cường công tác kiểm tra rà soát địa bàn và giải quyết các trường hợp người khuyết tật lang thang, ăn xin trên đường phố. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 1096 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn. Tuy nhiên, qua theo dõi nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn, hiện nay vẫn còn tình trạng người khuyết tật lang thang ăn xin trên địa bàn một số xã và thị trấn của Tuần Giáo. Để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện phối hợp với công an huyện và các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau. 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản số 1096 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, tổ chức xác minh nhân thân, hoàn cảnh của người khuyết tật lang thang ăn xin trên địa bàn để đưa đối tượng trở về gia đình. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đối tượng cư trú để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định, yêu cầu gia đình người thân có cam kết không để tái diễn tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn trên đường phố, nơi công cộng. Trường hợp đủ điều kiện thì hoàn thiện thủ tục giới thiệu về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh theo quy định. Người đứng đầu cơ quan tổ chức chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện nếu để tái diễn tình trạng người lang thang xin ăn. 2. Tăng cường công tác thông tin vận động người dân không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn trên đường phố, mà hướng dẫn họ trực tiếp giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa. Thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức từ thiện xã hội để hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội. Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, các đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mùa Ba Hồ đã ký. Nối tiếp chương trình là nội dung công văn của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo về việc triển khai nghị định số 91 NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Căn cứ nghị định số 91 2020 NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Căn cứ quyết định số 1609 QĐ-BT-TTT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 91 ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định số 91 ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, các cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn SMS, MMS, USD. Thư điện tử và gọi điện thoại, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, áp dụng đối với tổ chức cá nhân có liên quan tới hoạt động về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo tại Việt Nam. Nghị định số 91 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 và thay thế Nghị định số 90 ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác, Nghị định số 77 ngày 5 tháng 10 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 90 ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác. Để thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 91 ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Ủy ban nhân dân huyện
yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung công việc sau. 1. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai tổ chức tuyên truyền về Nghị định số 91 ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, tiếp nhận phản ánh của người sử dụng dịch vụ về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, báo cáo các khó khăn vướng mắc kiến nghị nếu có về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp xử lý. 2. Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định có liên quan tại Nghị định số 91 ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình, Ủy ban nhân dân cấp xã về tuyên truyền Nghị định số 91 và hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác, có hình thức thông tin đến người sử dụng dịch vụ, nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet. Nội dung chi tiết Nghị định số 91 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Chính phủ. Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin, số điện thoại 3862331. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, Phó Chủ tịch Mùa Ba Hồ đã ký. Phần cuối chương trình là nội dung kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2020-2021. Căn cứ luật viễn thông ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009, căn cứ nghị định số 25 ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông, căn cứ nghị định số 72 ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, căn cứ thông tư số 20 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng ngoại vi cáp viễn thông, căn cứ kế hoạch số 2806 ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc cải tạo cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020-2021. Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo ban hành kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn giai đoạn 2020-2021 như sau. Về mục đích, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông, tăng cường chia sẻ sử dụng chung, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng thông tin của tỉnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân, an ninh mạng lưới, giảm thiểu các sự cố mất thông tin liên lạc có liên quan đến mạng cáp viễn thông, đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị, tạo cơ sở để Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các cơ quan có liên quan phối hợp trong công tác chỉ đạo điều hành việc thu gom chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn quản lý, là căn cứ để các doanh nghiệp đơn vị lập phương án bố trí nhân lực, vật tư phương tiện thi công thu gom chỉnh trang cáp ngoại vi viễn thông. Về yêu cầu, việc xây dựng lắp đặt thu hồi sắp xếp chỉnh trang hệ thống cáp ngoại vi viễn thông phải thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông. Việc thực hiện bó gọn gắn thẻ tại các tuyến đường, phố, không làm ảnh hưởng thông tin liên lạc và đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, bảo đảm an toàn cơ học, điện, điện từ cho mạng cáp, đồng thời bảo đảm an toàn cho người thi công khai thác bảo dưỡng mạng cáp treo và người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực mạng cáp treo và đáp ứng các yêu cầu về mỹ quan đô thị. Về nội dung thực hiện, nội dung công việc, tại các khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa tiến hành cải tạo hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông để đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn của người dân và mỹ quan đô thị, cụ thể, loại bỏ và thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng, cáp thuê bao vượt qua đường và mang sông, tủ, hộp cáp, bộ chia tín hiệu đã hỏng hoặc không còn sử dụng, kéo căng buộc gọn hệ thống dây cáp viễn thông đưa vào gông gom, sắp xếp cáp dự phòng, mang sông, tủ, hộp, cáp treo trên cột theo đúng quy định, duy tu bảo dưỡng gia cố thay thế cột không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, thay thế các sợi cáp có dung lượng nhỏ, cáp lẻ, loại 1 đôi hoặc 2F bằng sợi cáp có dung lượng lớn hơn. Các doanh nghiệp đơn vị tiến hành khảo sát thống nhất phương án thi công theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn trên tuyến. Về phạm vi thời gian, đơn vị thực hiện công việc tại tuyến đường có yêu cầu cao về mỹ quan, thuộc các khu vực trung tâm huyện, thời gian thực hiện hoàn thành trước
ngày 1 tháng 12 năm 2021. Đơn vị thực hiện, đơn vị chủ quản cột các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, cơ quan đơn vị có cáp viễn thông treo trên tuyến. Về kinh phí, các đơn vị chủ quản cột treo cáp chịu chi phí việc thay thế, sửa chữa, di chuyển khi cột không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị sở hữu cáp chịu chi phí thay thế vật tư, đầu tư gông, đai, dây chịu lực và nhân công bó gọn cáp. Về tổ chức thực hiện, đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, chủ trì chịu trách nhiệm chỉ đạo việc phối hợp giữa các đơn vị sở hữu cáp, đơn vị chủ quản cột để thực hiện bó gọn cáp, hướng dẫn đôn đốc nhắc nhở các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch này, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổng hợp tồn tại, bất cập để có biện pháp phối hợp với các ngành giải quyết. Đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo. Kiểm tra quá trình thực hiện tham mưu xử lý vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp viễn thông trên địa bàn huyện. Sau khi hoàn thành, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện kế hoạch của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Đối với Phòng Kinh tế Hạ tầng, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc thực hiện kế hoạch này, chỉ đạo hướng dẫn Điện lực Tuần Giáo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp cung cấp thông tin, kế hoạch thực hiện cho các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, cung cấp thông tin kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông để các đơn vị chủ động phối hợp điều chỉnh hướng tuyến, kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới hàng năm. Đối với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện bó gọn cáp, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi, thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương của tỉnh về chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin. Đối với các cơ quan đơn vị liên quan, Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình, Công ty Dịch vụ Môi trường phối hợp thực hiện, dỡ biển quảng cáo, treo không đúng quy định của các cửa hàng, hộ dân chiếm vỉa hè, chặt tỉa cây xanh vi phạm hành lang, đường điện, đường cáp thuận lợi cho việc bó gọn cáp. Đối với Điện lực Tuần Giáo, cử cán bộ phụ trách trực tiếp hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp gom bó cáp và đưa cáp vào gông gom, chung theo quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các đơn vị bó gọn cáp thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin về tình hình thi công để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh. Đối với đơn vị chủ quản cột, đơn vị sở hữu cáp, căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện việc cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông của đơn vị mình. Trong quá trình thi công, phải chấp hành nghiêm túc phương án thi công đã đề ra, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo kiểm tra giám sát của Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Gắn trách nhiệm của nhân viên địa bàn với đảm bảo mỹ quan an toàn hạ tầng mạng cáp, xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định. Sau khi thi công phải tổ chức thu dọn các sợi cáp viễn thông đã cắt bỏ, không làm ảnh hưởng đến an toàn hành lang giao thông, không gây mất vệ sinh lòng đường, lề đường, hạn chế sự ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân. Khi treo mới cáp viễn thông phải được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị chủ quản cột, phải xây dựng phương án treo cáp tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Rà soát về các thỏa thuận dùng chung cột, nếu chưa có thỏa thuận dùng chung của cấp trên, tập đoàn, tổng công ty, phải làm việc với đơn vị chủ quản cột để ký kết hợp đồng, thỏa thuận thuê với đơn vị chủ quản cột. Đơn vị chủ quản cột, đơn vị sở hữu cáp căn cứ các nội dung của kế hoạch này để bố trí nhân lực, vật tư, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. Xây dựng phương án dự phòng, ứng cứu sự cố, mất liên lạc khi thực hiện cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông. Các đơn vị chủ quản cột treo cáp xác định chủ sở hữu từng sợi cáp viễn thông tại từng tuyến, lập dữ liệu để quản lý, đối chiếu khi có phát triển cáp mới tại từng tuyến đường. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo giải quyết. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, Phó Chủ tịch Mùa Ba Hồ đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.